này các thiên tử nên biết vì thiện hiện tôi chẳng do chân như nên do như lai xanh vì chẳng do chân như của chân như nên do như lai xanh vì chẳng lìa chân như nên do như lai xanh vì chẳng lìa chân như của chân như nên do như lai xanh vì chẳng do pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, nên do như lai sanh. Vì chẳng do chân như của pháp giới cho đến chân như của cảnh giới bất tư nghỉ, nên do như lai sanh. Vì chẳng lìa pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, nên do như lai sanh. Vì chẳng lìa chân như của pháp giới cho đến chân như của cảnh giới bất tư nghỉ, nên do như lai Xanh. Này các thiên tử nên biết vì thiện hiện tôi, chẳng do bốn niệm trụ nên do như lai xanh, vì chẳng do chân như của bốn niệm trụ nên do như lai xanh, vì chẳng lìa bốn niệm trụ nên do như lai xanh, vì chẳng lìa chân như của bốn niệm trụ nên do như lai xanh, vì chẳng do bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo nên do như lai xanh vì chẳng do chân như của bốn chánh đoạn cho đến chân như của tám chi thánh đạo nên do như lai sanh vì chẳng lìa bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo nên do như lai sanh vì chẳng lìa chân như của bốn chánh đoạn cho đến chân như của tám chi thánh đạo nên do như lai sanh này các thiên tử nên biết vì thiện hiện tôi chẳng do thánh đế khổ nên do như lai sanh vì chẳng do chân như của thánh đế khổ nên do như lai xanh vì chẳng lìa thánh đế khổ nên do như lai xanh vì chẳng lìa chân như của thánh đế khổ nên do như lai xanh vì chẳng do thánh đế tập diệt đạo nên do như lai xanh vì chẳng do chân như của thánh đế tập diệt đạo nên do như lai xanh vì chẳng lìa thánh đế tập diệt đạo nên do như lai xanh vì chẳng lìa chân như của thánh đế tập diệt đạo nên do như lai xanh